Khi yêu trái ấu cũng tròn. Paderewski là một chính trị gia kiêm nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng của Ba Lan. Ông đã từng là chủ tịch của Hội đồng Nhà nước năm 1919. Một hôm, ông đến thăm một người bạn. Do sự yêu cầu của gia đình người bạn, ông đã ngồi vào đàn dương cầm để biểu diễn một vài bản nhạc do chính ông sáng tác. Tiếng đàn vang lên trong cả khu phố. Từ phòng bên cạnh, một người đàn bà đang chăm chú dọn dẹp và sắp đặt lại trật tự trong nhà. Tiếng đàn du dương của nhà nhạc sĩ đại tài, thay vì làm bà ta tai vui, lại làm cho bà khó chịu. Người đàn bà đã nhấc điện thoại lên, yêu cầu người bạn cho nhạc sĩ Paderewski ngưng chơi đàn, vì bà không chịu nổi tiếng ồn ào. Nhưng người bạn của nhà nhạc sĩ mới giải thích, thưa bà, người đang chơi đàn chính là nhạc sĩ Paderewski đại tài của chúng ta đó. Vừa nghe nhắc đến tên của nhà nhạc sĩ, người đàn bà láng giềng khó tính bỗng đổi giọng tức khắc. Những âm thanh trước kia bà nghe như tiếng ồn ào, nay là được bà đón nhận những âm thanh tuyệt mỹ. Người đàn bà bèn gọi điện thoại cho bà con và bạn bè đến thưởng thức những tấu khúc của nhà nhạc sĩ Paderewski. Cũng một âm thanh, nhưng có lúc người đàn bà nghe như những tiếng ồn ào khó chịu, có lúc người đàn bà lại đón nhận như những khúc nhạc tuyệt mỹ. Đó cũng là phản ứng thường tình của chúng ta. Khi chúng ta mang sẵn thành kiến đối với một người nào đó, thì dường như tất cả những gì người đó nói hay làm đều được chúng ta đón nhận một cách tiêu cực. Yêu nhau thì trái ấu cũng tròn, mà ghét nhau thì cao 7 cũng bổ làm 10. Thái độ của chúng ta đối với người khác tùy thuộc vào cái nhìn của chúng ta về người đó. Nếu chúng ta chỉ nhìn người đó bằng lăng kính của những thành kiến có sẵn, thì dĩ nhiên chúng ta không thể yêu thích được bất cứ điều gì mà người đó làm hay nói. Chúa Giê-xu đã không nhìn người bằng thành kiến. Ngài tiếp đón tất cả mọi người. Ngài làm bạn với mọi người. Ngài ngồi đồng bàn với mọi người. Người biệt phái cũng có thể đến với Ngài. Ngài không nhìn người bằng những nhãn hiệu, mà chỉ nhìn bằng đôi mắt của sự yêu thương. Ngài không lắng nghe những tiếng đồn đãi, những định kiến, mà bằng sự cảm thông. Ngài không đo lường lỗi lầm bằng những thước đo của công lý, mà xử lý bằng sự tha thứ.